Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2023. Tại hội nghị, các bác sĩ của bệnh viện và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã được nghe 6 chuyên đề do các chuyên gia tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, cập nhật các kiến thức về điều trị đột quỵ, gây mê hồi sức, điều trị rối loạn nhịp. Các bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũng đã báo cáo 16 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực điều trị nội ngoại khoa, điều dưỡng, dược, xét nghiệm. Đây là những đề tài nổi bật trong các đề tài do các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của bệnh viện thực hiện trong năm qua. Các đề tài đều được nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn, kinh nghiệm khám chữa bệnh tại bệnh viện.